Chị thấy có thể là chia sẻ thêm về cái trang fanpage của mình mà làm sao mình tiếp cận được khách Việt kiều, hoặc là mình bán qua livestream như thế nào để cho anh em trong group mình rõ hơn không chị? Fanpage thì giống như khi nãy thấy chia sẻ đó, lúc đầu là chỉ cái nghĩ là việc làm thôi, ví dụ như là Dương giao cho lúc có một khoảng thời gian thì thấy nhớ là tháng 12 năm 2023 Dương giao KPI cho Thúy là một ngày 10 video, là có nghĩa là cứ làm thôi chứ không có nghĩ, thật sự là không có nghĩ cái người follow mình là Việt kiều là hoàn toàn không có nghĩ tới, chỉ trong đầu chỉ lúc đó chỉ tập trung là để đạt KPI thôi, làm tập trung để đạt KPI cho Dương Giao, và đặc biệt là làm thế nào để video mình lên viral. Thì hiện tại thì theo Thúy 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 nhớ thì hiện tại Thúy có hơn 30 video triệu view, là từ những cái video triệu view đó có một video thì tới 5.000 người đăng ký luôn nè trên TikTok á, một mà 5.000 follow thì tất cả follow của Thúy là tự nhiên hết. Ví dụ như fanpage của Thúy hồi đó giờ tổng cộng tiền quảng cáo cho fanpage không được 3 triệu. Mà YouTube thì làm chưa có hiệu quả lắm nha, đang nói về về cái hiệu quả thôi nha, đó là fanpage nó đến rất là tự nhiên. Thì mà Thúy Thúy là cái người mà edit video rất là dở, và Thúy đăng những triệu view ấy nha, thì Thúy thấy hầu hết là những video có làm sao nói như vậy, gọi là cái câu mà Dương cũng hay có nói đó là sức mạnh của sự thật. Thì cảm thấy là quay cái video càng đơn giản lại càng triệu view. Dương có thể là mở cái video mà 2-3 triệu view gì của chị Thúy mà về nuôi con đến 18 tuổi đến bao nhiêu tiền trên, mà chắc thường mấy video đó thì bây giờ không có ghim nữa. Trước đây là thích view lắm nha Tâm, với mấy bạn thì lúc mới làm có được video triệu view mừng dữ lắm luôn, đếm view luôn á, ngồi đếm view, đếm view. Sau một Tuyệt thời gian vời quá. Đây mình thấy triệu ủa view nè. sao Kiểu sao sau không có khách mua hàng gì một hết chị, đây mấy triệu cái view video đó gần đây là chị đã ít làm triệu view rồi đó, còn lúc trước là tập trung triệu view không à, nhưng mà không có chuyển đổi. Thì có video là 2,8 triệu view. Nhưng mà cái mình ghim lên mình khoe, mình ghim lên mình cảm thấy mình tự hào là có video, nhiều video triệu view quá, nhưng mà nó không có ra tiền. Sau đó thì bây top giờ có 5 thể cây vào cầu dây. thì bây giờ thì Thúy ghim là Thúy ghim cái video bán hàng, Thúy tập trung cho chuyển đổi nên bây giờ ít có view với ít follow lúc trước, mà Thúy đang tập trung chuyển đổi những cái khách hàng đã follow. Thì thật sự là hiệu quả đó Tâm, có nghĩa là fanpage thì thu hút cái người follow là từ video triệu view. Có khi một video mà tới 5.000 người follow là đó. Rồi tại vì mình trên TikTok thì mình không kê được, và như trên fanpage thì cũng rất là nhiều video triệu view, như video này 2 triệu view này, chứ video mà cái câu cuối cùng là ship đêm nhà đất ở khu đô thị 5A đó, nuôi con đến 18 tuổi hút rồi đó. Thì đầu tiên đó Nuôi là con đến 18 tuổi hết bao làm nhiêu đơn giản tiền? chứ Từ không có 0 edit đến gì luôn, 1 tuổi là 63 triệu không có đồng, edit gì từ luôn chị 1 đấy. đến 6 tuổi là 157 triệu đồng, từ Giọng chị 6 thấy đến nghe hay quá 11 mà. tuổi là 130. Đây anh em thử nghe video này nhá, mà sao mà hai phải được 2 triệu view nhá. Đây nhá. 5 triệu đồng, từ 11 đến 15 tuổi 165 triệu đồng, từ 15 đến 18 tuổi 185 triệu đồng, tổng cộng chi hết 705 triệu đồng, cộng thêm 4 năm đại học thì số tiền phải chi hơn 1 tỷ đồng. Nếu như không phải lo cho bạn thì có thể cha mẹ bạn đã mua được một lô đất nền khu đô thị 5A. Nuôi con đến Đấy thế thôi, tóm lại là không thông có điệp cuối edit gì cùng luôn. là mua được đất 5A, thế là được, có thông điệp là được. À, Huy Vũ hỏi là ý tưởng từ đâu mà ra những video này Huy ạ? Ý tưởng là từ ba, nếu mà Huy Vũ có trong cái trong khóa học đó Vũ, có nghĩa là có Phải ạ. ba cái ý tưởng để không ý tưởng, đó là thứ nhất là SWI, có nghĩa là mình copy cái ý tưởng từ một video đã chịu view thì mình làm thì chắc chắn sẽ được chịu view. Có nghĩa là đã có top 100 đối thủ của mình đã có người làm cái nội dung gần giống như vậy, hoặc là có thể 100% luôn. Như của Thúy thì Thúy tìm là trên VN Express, nó có một cái câu hỏi, có một cái kêu bằng gì đó Dương, tư vấn hỏi đáp đó, VN Express đó Dương, là nuôi con tới 18 tuổi tốn bao nhiêu tiền đó. Thì mình đọc trên báo xong rồi mình lấy nội dung ra và mình cũng SQL của đối thủ. Nói chung là trong quá trình mình follow đối thủ thì mình thấy video nào của đối thủ đã vào triệu view rồi thì mình sẽ đưa vào tầm ngắm. Thì hiện tại nếu mà mấy bạn học cái lớp gì mà được Dương tặng tới 1.000 video kịch bản video triệu view đó, thật sự là cái ý tưởng là không có khó, là SQL.
Thứ hai nữa đó là khi mà mình làm một thời gian rồi đó, giống như bản thân Thúy bây giờ thì không phải nói là khoe khoang nha, mà cũng nghĩa là trải nghiệm của Thúy đó là cảm giác của Thúy là khi làm video thì đăng lên Thúy biết video nào được viral luôn á, có nghĩa là mình làm một thời gian cái mình quen á, mà bản thân Thúy thì có những cái video viral là dường như là không có edit gì hết á, Thúy quay rất là tự nhiên vậy đó, giống như mấy bạn thấy chỉ là chuyển cảnh thôi nha, cứ một câu nói của Thúy là Thúy đổi một cảnh, thì cái đó cái nền tảng Photoshop nó rất là chú trọng cái đó nha. Ví dụ như nhiều khi các bạn cũng nói nội dung y chang Thúy nhưng mà mình đứng nói vậy nè, hoặc là mình chuyển cảnh ít thì Thúy thấy nó không không hiệu quả bằng cứ một câu nói của Thúy là Thúy chuyển một cảnh. Nhiều khi ví dụ như cái video hồi nãy là tổng cộng là tới trên 15 cảnh đó. Một cái video ngắn vậy thôi nhưng mà rất là nhiều cảnh. Cứ thấy Thúy đứng nói như vậy đó nha, nhưng mà Thúy thay đổi cảnh liên tục, cứ một câu nói của Thúy là một cảnh. Và đặc biệt là Thúy những cái video chịu view nó dễ lên đó, thì Thúy thấy là cái không gian ở ngoài nha, thì đối với mấy bạn trải nghiệm thực tế có thể là nó khác, nhưng mà đối với bản thân Thúy là thứ nhất là Thúy chuyển cảnh nhiều, cái nội dung là quan trọng nhất nha cả nhà, vẫn là nội dung là Thúy lấy từ Squire, có nghĩa là đã có video chịu view rồi thì mình cứ Squire thôi, lúc mới mà mình đâu có sáng tạo được đâu. Thứ hai nữa đó là Thúy đứng ở ngoài công viên, cả nhà có thể thấy Thúy vừa sit in cho khách hàng, là Thúy là người, ủa người ta sẽ có tò mò tại sao cái khu nào mà đẹp quá vậy, thì Thúy đang bán cái khu này nha cả nhà, có nghĩa là khi mình làm video tất cả đều có cái cũng có cái ý bán hàng trong đó, chứ không phải làm tự nhiên, làm mà tự nhiên mà làm, là Thúy đứng ở ngoài công viên ngoài cái cảnh để Thúy thấy là nền tảng á, nó ưu tiên những cái mà cái cảnh thật ở ngoài hơn là Thúy ngồi một chỗ như vậy. Và thứ ba nữa là Thúy edit rất là đơn giản, không Thúy cũng không có cần edit, mà cứ mỗi một cái câu nói của Thúy là khi quay đó là cũng chồng Thúy hỗ trợ quay thôi, chứ cũng không có thuê mướn gì ai hết, có nghĩa là cứ một câu nói của Thúy thì Thúy đứng chỗ này, kết thúc câu nói cái Thúy đứng qua chỗ khác, thế nghĩa là kịch bản mình cũng không cần phải nhớ luôn, tại mỗi lần mình nói có một câu rồi nên rất là dễ. Thì đó là để video chịu view, thì từ video đó thì cái nội dung của mình đã thu hút cái tệp khách hàng. Ừ, đúng rồi, có nghĩa là họ phải quan tâm Sóc Trăng, họ quan tâm bất động sản, giống như câu cuối của Thúy sẽ là Sydney là nếu mà cha mẹ bạn không không lo cho bạn thì có thể là đã mua được một lô đất nền ở khu đô thị 5A. Nói chung những cái video là mình có sự thu hút và có ngầm ý là dẫn dắt về đúng cái bất động sản, đúng với thị trường Sóc Trăng, mà trong đó mình không có ngờ là có nhiều Việt kiều, thì thật sự là không không có ngờ tới. Nhưng mà bây giờ ngồi mà để nói bây giờ mình thấy là nhiều khách Việt kiều quá, thì mới liên tưởng lại đó là ở Sóc Trăng thì thật sự là nổi tiếng những ngôi chùa, mà đã nói về tâm linh rồi đó thì dường như là đặc biệt là không có ai làm nữa, ít có người làm giống như Thúy lắm, thành ra là họ mà đã follow rồi á thì thứ nhất là họ họ thiếu thông tin nha, ít ở Sóc Trăng do ít người làm, hoặc là họ làm không có theo công thức á, họ làm cũng cái quay ngôi chùa nhưng mà hầu hết thì sẽ là nhạc thôi, có những cái người TikToker hoặc là những cái người dân Sóc Trăng hoặc là chuyên nghiệp gì đó thì họ quay để gọi là mang tính giải trí thôi, nhưng mà mình thì có sitting bán hàng trong đó, và cái nội dung của mình đó thì mình cũng có sự đầu tư hơn, đầu tư về 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 nội dung rồi về dẫn dắt các kiểu đó. Thành ra Thúy cảm thấy là lượng cái người mà do là cái người làm về video về Sóc Trăng ít quá, cái người quay về chùa cũng ít quá, nhưng mà mình thì mình có làm và có cái công thức đúng, thì ở Việt kiều ở nước ngoài mà người Sóc Trăng thì luôn cả người miền Tây đi nữa thì tất cả các tỉnh thành ở miền Tây thì đều đến tham quan chùa Sóc Trăng nhiều nha cả nhà, chứ không phải chỉ Sóc Trăng, và đặc biệt cái lượng khách mà đông đảo nhất đến Sóc Trăng đó là Sài Gòn, bởi vì khi mà thấy đi qua những ngôi chùa thì có rất là nhiều xe khách du khách đến, và cái biển số thì hầu như tất cả các tỉnh thành luôn, và Hồ Chí Minh thì rất là nhiều. Đó là chùa là có nghĩa là cũng gọi là một cái lợi thế bất công giống như Nha Trang vậy đó, thì lúc đầu thì làm thì không biết, nhưng mà khi mà làm rồi thì mới biết là cái nguồn thông tin do ít người làm quá, mà mình làm mà mình đi trước thì người ta sẽ follow mình thôi, mà khi người ta đã follow mình một thời gian thì khi mà gặp mình đó, và đặc biệt là về tâm linh đó thì thấy là rất là dễ dễ bán. Ok, thì vừa mới tóm tắt lại cho anh em đấy. Một là sao chép đối thủ. Đối thủ của chị Thúy ở đây, nếu mà nói về việc là làm video triệu view ấy, là sẽ là lấy đối thủ ở toàn quốc luôn. Đấy, chứ không nói đối thủ ở Sóc Trăng, vì ở bây giờ ở Sóc Trăng không có đối thủ rồi. Vậy thì thế nào là sao chép đối thủ?